Mình chào các bạn đến với phần tiếp theo của chuỗi video giải mã nghề trading. Trong phần này thì chúng ta sẽ đi sâu vào phương pháp giao dịch. Và phương pháp giao dịch của chúng ta có tên gọi là bắt sóng tăng và bắt sóng giảm. Thì trước đây các bạn được biết đến cái phương pháp này với cái tên gọi là bắt chen. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái tên gọi bắt chen này để dùng cho cái thời gian sắp tới. Và cái phương pháp này chúng ta sẽ vận dụng như thế nào và cái phương pháp này có ý nghĩa như thế nào thì mình sẽ giải thích một chút để cho các bạn cùng hiểu. Phương pháp này sẽ cho chúng ta biết là cách dự đoán xu hướng sắp tới của thị trường. Làm thế nào chúng ta có thể dự đoán được ở khu vực này sẽ có một cái sóng tăng trong thời gian tới. Làm thế nào ở khu vực này, ở khu vực trên đỉnh này chúng ta sẽ dự đoán được cái sóng giảm trong thời gian tới. Thì cái phương pháp này chính là cái phương pháp trả lời cho câu hỏi đó. Vậy thì điều kiện của đường MA như thế nào, dấu hiệu của đường MA như thế nào thì chúng ta có thể dự đoán được. Điều kiện của bước giá như thế nào thì chúng ta sẽ dự đoán được xu hướng. Điều kiện của nến như thế nào thì chúng ta sẽ dự đoán được xu hướng. Và những cái dấu hiệu đảo chiều xu hướng là như thế nào? Từ xu hướng tăng làm thế nào chúng ta có thể dự đoán được dấu hiệu đảo chiều để xu hướng nó giảm xuống và xu hướng nó đang giảm làm thế nào để chúng ta có thể nhận biết được những cái dấu hiệu đảo chiều để xu hướng nó tăng ngược lại thì chúng ta sẽ cùng bước vào để phân tích, để học những cái kiến thức rồi chúng ta sẽ thành thục cái phương pháp giao dịch bắt chen. Rồi, mời các bạn đến với cái học phần đầu tiên. Đến với phần đầu tiên của chủ đề phân tích kỹ thuật thì chúng ta sẽ cần phải hiểu về khái niệm của đường MA. Bởi vì sao lại như vậy? Vì đường MA nó là đường xương sống của thị trường. Nến nó sẽ là phần da thịt để bám vào MA để di chuyển. Đó, cũng giống như con người thôi các bạn. Thì con người thì có một cái trục xương sống. Đó, con người mà không có xương sống thì không sống được. Thì phần da thịt của chúng ta sẽ là cái phần bám vào cái phần xương sống để định hình lên cái hình thái của con người. Thì với thị trường nó cũng như vậy. Đây, đường MA, hai cái đường MA này chính là xương sống của thị trường. Nến nó sẽ bám vào hai đường MA này để di chuyển. Được chưa ạ? Có một cái định nghĩa khác về cái đường MA. Đó là đường MA nó là tim đường. Nó là một con đường ấy. Để nến nó di chuyển, nến chính là những cái phương tiện đang di chuyển trên con đường này. Đó, khi mà nến nó di chuyển ra xa cái con đường ấy thì nó có xu hướng là đi gần lại so với tim đường. Nếu mà nến di chuyển xa quá hay sao ạ? Một cái xe mà đi vượt quá cái giải phân cách thì sao ạ? Thì nó văng ra khỏi đường mất. Nên là nó luôn có xu hướng là đi gần lại so với đường MA. Vậy thì mình sẽ giải thích rõ hơn cho các bạn khái niệm của hai cái đường MA. MA đỏ là gì và MA xanh là gì? Thì khái niệm của dây MA đỏ ấy, ý nghĩa của dây MA đỏ nó là giá trung bình của 5 cây nến gần nhất. Đó. Và dây MA xanh là giá trung bình của 10 cây nến gần nhất. Vậy thì chúng ta dễ dàng nhận ra nó là cái đường MA đỏ ấy, chính là cái đường xu hướng của thị trường bởi vì nó diễn ra nhanh hơn so với cả đường MA xanh. Mình gọi đường MA xanh là cái đường trung bình của thị trường bởi vì nó diễn ra chậm hơn. Vậy thì như thế này các bạn này, khi mà đường MA đỏ ấy nó cắt lên trên đường MA xanh, nó vượt qua MA xanh ấy, nó nằm trên đường MA xanh thì thị trường lúc đó đi lên. Dạ, các bạn thấy chưa? Và khi mà MA đỏ ấy nó cắt xuống, nghĩa là nó nằm dưới đường MA xanh ấy, thì thị trường nó đi xuống. Đó. Các bạn hình dung thế này. Khi mà chúng ta đi học ấy, chúng ta biết cái điểm trung bình môn là 5 điểm đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta ở trên 5 điểm thì chúng ta là học sinh khá, học sinh giỏi, học sinh xuất sắc. Nhưng mà ở dưới 5 điểm ấy thì chúng ta là học sinh yếu, học sinh kém. Còn điểm 5 là điểm gì các bạn? Điểm trung bình. Điểm 5 là điểm trung bình. Vậy thì cái đường MA xanh ấy chính là cái đường trung bình của thị trường.
Và đường mã đỏ chính là cái đường xu hướng. Đó, ý nghĩa của nó là như vậy. Cái đường xu hướng là cái đường dẫn dắt thị trường đi. Còn đường trung bình là cái đường mà nó là ranh giới để chúng ta phân định lúc nào thị trường xuống, lúc nào thị trường lên. Đó, nó chỉ là vượt qua cái đường trung bình thì thị trường đi lên và xuống dưới cái đường trung bình thì thị trường nó bắt đầu đi xuống. Đó, các bạn hiểu ý nghĩa của đường mã xanh và đường mã đỏ rồi đúng không ạ? Đó, là khi mà hai đường MA nó có xu hướng rõ ràng thì chúng ta hiểu cái ý nghĩa là như vậy nhé. Nhưng khi có những cái giai đoạn của thị trường ấy, diễn biến của giai đoạn thị trường, hai đường đường dây MA nó xoắn vào nhau, nó xoắn vào nhau, thì lúc đó chính là cái lúc gọi là giai đoạn thị trường nó đang tích trữ. Nghĩa là nó phe mua và phe bán ấy, nó đang có những cái giai đoạn thị trường dây hai dây MA nó xoắn lại với nhau như thế này các bạn này. Thì lúc đó phe mua và phe bán nó đang cạnh tranh với nhau để đẩy ra một xu hướng mới. Thì cái giai đoạn này ấy, chúng ta gọi giai đoạn này là giai đoạn tích trữ giá. Giai đoạn này chúng ta sẽ không vào lệnh bởi vì chúng ta không phân tích được xu hướng. Cái phương pháp giao dịch của chúng ta là phương pháp bắt trend, bắt sóng, bắt xu hướng. Mà khi ở trong vùng sideways thì chúng ta sẽ không phân tích được. Nên vùng này chúng ta sẽ nghỉ ngơi, chúng ta sẽ không vào lệnh để chúng ta chờ một cái xu hướng mới. Qua cái vùng sideways, qua cái vùng vùng tích trữ này thì chúng ta mới vào lệnh. Cái vùng tích trữ này chúng ta gọi là sideways các bạn nhé. Đó. Và có một cái lưu ý cuối cùng trong cái phần khái niệm về đường MA đó là gì? Đó là nến nó có xu hướng giữ khoảng cách trung bình với đường MA. Gần thì nó đẩy ra và xa thì nó kéo lại. Các bạn ở đây các bạn thấy này, khi mà nến nó đi xa đường MA quá thì nó sẽ kéo lại cái đường MA, cái đường xu hướng của thị trường ấy, cái đường MA đỏ ấy. Đó. Ở đây nó chúng ta đang nói về đường MA đỏ các bạn nhé. Còn đường MA xanh nó là đường trung bình chậm rồi. Thì nó sẽ cái nến nó sẽ không tương tác quá nhiều với cái đường MA xanh đâu. Đó. Bởi vì nó chỉ là đường trung bình thôi chứ không phải là đường xu hướng. Nến nó sẽ tương tác nhiều hơn so với đường xu hướng của thị trường, nghĩa là đường MA đỏ. Ok. Cái lưu ý tiếp theo đó là định nghĩa như thế nào là gần so với MA. Nến gần MA ấy là cái nến mà cái khoảng cách giữa giá đóng cửa của cái nến và đường MA đỏ nó cách nhau chỉ một bước giá thôi. Một bước giá nghĩa là từ cái phần này các bạn này, từ cái phần gạch MM này. Đó, cái khoảng cách giữa hai cái đường gạch MM này nó gọi là một bước giá. Vậy thì ngay phần sau đây chúng ta sẽ học bước giá là gì. Các bạn tiếp tục chú ý nha. Và khi mà giá nó vượt qua một bước giá ấy, cái khoảng cách giữa giá đóng cửa của một cây nến này với cái đường mã đỏ nó vượt qua, nó dài hơn một bước giá ấy, thì nến có xu hướng là kéo gần lại so với đường mã đỏ. Đó, như cái nến này chẳng hạn. Đó. Còn nếu như nến nó có khoảng cách mà nó gần so với MA đỏ, nghĩa là nó không dài quá hơn một bước giá thì nến nó vẫn di chuyển bình thường. Đó là gọi là khoảng cách an toàn. Khoảng cách an toàn là khoảng cách chỉ nằm trong một bước giá. Ok. Có nhiều bạn hỏi là vì sao ấy chúng ta không dựa vào tín hiệu của mỗi đường MA để giao dịch mà chúng ta phải dựa vào tín hiệu của bước giá, tín hiệu của nến để giao dịch nữa. Tại vì sao lại phải dựa vào nhiều tín hiệu như vậy? Thì để mình nói với các bạn thế này, khi mà đánh giá, ví dụ đánh giá một cái nền kinh tế nào đó chẳng hạn, thì chúng ta không chỉ dựa vào những cái số liệu của những bản báo cáo, không phải dựa vào những cái số liệu mà chúng ta đã nhận được trong năm này, mà chúng ta phải đánh giá là tiềm năng của họ còn khai thác được không, còn phát triển được không, có những tiềm lực như nào, cái nguồn nhân lực của họ như thế nào. Rất nhiều yếu tố để đánh giá là nền kinh tế đó nó còn phát triển được nữa hay không. Chứ không chỉ đánh giá là dựa trên mỗi cái kết quả năm nay của họ. Năm nay của họ tuy hơi thấp
nhưng mà họ còn rất nhiều cái tiềm năng mà một vài năm tới họ mới khai thác hết được. Giống như là họ bắt đầu xây dựng lên giao thông, họ bắt đầu có cảng, họ bắt đầu đưa công nghệ máy móc vào để khai thác những cái mặt hàng trong nước họ đang có. Ví dụ như nông sản, ví dụ như khoáng sản, ví dụ như dầu mỏ. Nên là chúng ta phải kết hợp rất là nhiều yếu tố để chúng ta có một lựa chọn chính xác, để chúng ta có một dự đoán chính xác về cái nền kinh tế đó, về cái đánh giá đúng cái năng lực của cái nền kinh tế đó. Vậy thì ở trong trading cũng như vậy, ở trong trading là chúng ta đang dự đoán giá tương lai của một loại hàng hóa, cụ thể ở đây là Bitcoin trên USD. Vậy thì chúng ta không chỉ sử dụng một tín hiệu để vào lệnh được, mà chúng ta phải sử dụng nhiều tín hiệu kết hợp. Và ở trong cái khung thị trường mà chúng ta có thể phân tích được ấy, thì chúng ta có thể dễ dàng nhất nhìn thấy đó là nó có tín hiệu của đường MA này, nó có tín hiệu của nến này, và nó có tín hiệu của bức giá. Đây là ba cái tín hiệu căn bản nhất và dễ dàng nhất để cho các bạn có thể dựa vào và phân tích được. Như thế này, cái cách mà mình đang hướng dẫn cho mọi người ấy, là cái cách mà mình đã backtest và tối ưu lại thật đơn giản nhất có thể rồi. Mình tối giản đơn giản nhất để cho các bạn có thể học và có thể bắt lệnh rồi. Nên đừng cố gắng tối giản hơn nữa các bạn ạ. Các bạn có thể backtest, tự backtest bằng cái thời gian, công sức của các bạn. Nếu các bạn làm được như vậy thì mình rất là ủng hộ. Nhưng phần đa mọi người vào trong cái lĩnh vực này, cái thị trường này ấy, phần đa mọi người không có nhiều thời gian, chỉ là giống như là làm part time thôi, kiếm thêm thu nhập thôi, chỉ là tay ngang thôi, không phải là 100% thời gian như mình. Nên mình có thời gian thậm chí là hàng tháng trời, hàng năm trời để backtest được phương pháp, đo lường được kết quả. Mình có cái con số thắng, con số thua của lĩnh vực này, còn các bạn thì không. Nên ai đó, không chỉ mình mà ai đó ngoài kia cho các bạn một cái phương pháp ấy, cho các bạn một cái công thức, một cái chiến lược giao dịch tổng thể, thì mình nghĩ là anh chị em cũng vui vẻ đón nhận những cái điều đó, bởi vì đó là cái tâm huyết, đó là công sức của những cái người mà người ta dày công, người ta nghiên cứu cái phương pháp. Hy vọng các bạn hiểu được điều đó và học thật tốt để áp dụng nó thôi, bởi vì mọi thứ chúng mình đã backtest rất là kỹ rồi. Chúng ta sẽ bước đến phần tiếp theo của chuỗi video về phân tích kỹ thuật. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về khái niệm của bức giá.